Chiều hôm nay á, sư muốn giải thích cho các quý rõ hơn về cái con đường độc nhất dẫn tới Niết Bàn. Thì cái tiêu đề của cái buổi pháp thoại ngày hôm nay là con đường độc nhất dẫn tới Niết Bàn, đó chính là tứ niệm xứ. Để chúng ta có thêm lòng tin, chúng ta có thêm tinh tấn và chúng ta có thêm sự cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn, những thử thách trên cái bước đường của mình đó. Như cần nãy sư vào sư nhắc các vị đó, là các vị đã, những người tất nhiên là những người này là người mới, những người mới thì thường là bị các cái chướng ngại, nó chướng ngại rất nhiều. Nhưng mà chính vì thế cho nên sư sẽ nhắc nhở các vị một cách rất nghiêm khắc để giúp cho các vị, nếu các vị tiếp thu được những cái lời nhắc nhở đó thì nó sẽ có ích cho các quý vị, còn nếu không thì cũng là một cái cơ hội của các quý vị sẽ tăng phí và không biết đến khi nào các vị mới có cơ hội gặp lại nữa. Thì hy vọng là các vị sẽ thông qua cái bài pháp chiều nay sư giải thích thêm để các vị hiểu rõ thêm tại sao tứ niệm xứ lại là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn. Thì như chúng ta biết ấy, Đức Phật dạy nền tảng cái cốt tủy của Phật giáo ấy, là Đức Phật nói là như nước ở trong đại dương chỉ có một vị là vị mặn, thì giáo pháp của ta cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Vị giải thoát đó khác, tất cả mọi cái đều xoay quanh sự giải thoát. Rồi thì Đức Phật còn nói là sao nữa, rằng là những cái điều hiểu biết của ta đó nhiều như lá trong rừng, nhưng cái mà chúng ta đem ra nói cho các ngươi đó chỉ như một rúm lá ở trong lòng bàn tay. Vì sao? Vì những cái điều kia không đem lại lợi ích cho sự giải thoát của các ngươi, chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng những cái điều ta đem ra ta nói cho các người đấy đủ để có thể giúp cho các ngươi có thể, các quý vị có thể giải thoát khỏi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và trong toàn bộ cái triết lý, cái con đường của đạo Phật ấy, và đạo Phật tất cả các bậc giác ngộ, các đạo Phật chánh đẳng chánh giác và giác ngộ và đem cái sự giáo pháp đã truyền đạt cho con người đó chính là sự giác ngộ tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Các vị đã là Phật tử theo Phật giáo, theo Phật tử thì các quý vị biết, phải biết đến tứ thánh đế, phải biết đến tứ thánh đế. Vậy tất cả mọi cái chỉ dạy, cái giáo pháp của ngài đều xoay quanh cái tứ thánh đế. Tại vì ai mà thể nhập, diễu nhập, diễu ngộ tứ thánh đế thì người đó giải thoát, đạt được giải thoát, đạt được các bậc thánh. Và
Trong tứ thánh đế thì các vị biết rõ rằng nó thứ nhất là gì? Khổ đế. Hai là tập đế, là nguyên nhân của sự khổ. Ba là sự diệt khổ, là niết bàn. Bốn là con đường đưa đến sự diệt khổ, là chính là bát thánh đạo. Bát thánh đạo, và bát thánh đạo thì bao gồm chia làm ba phần cho dễ cho chúng ta hiểu. Gồm có gì? Giới, định, tuệ. Các vị phải nắm được cái nội dung của cái đó, cái đó là quan trọng nhất. Cái đấy là cái con đường, cái phương pháp tu hành của chúng ta. Và Đức Phật có khẳng định chỉ trong pháp và luật là có bát thánh đạo thì mới có các bậc thánh giác ngộ, bậc dự lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai và bậc a la hán. Những giáo pháp nào, pháp và luật nào không có bát chánh đạo thì không có các bậc thánh đó, tức là không có những cái bậc giác ngộ giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi. Và trong pháp và luật của ta thì có bát thánh đạo, cho nên là sẽ có các bậc thánh dự lưu, nhất lai, bất lai và bậc thánh a la hán. Chừng nào trên thế gian còn bát thánh đạo, còn có người tu tập bát thánh đạo, thì trên đời không vắng bóng các bậc a la hán. Không nên nhớ như vậy để chúng ta biết rằng là cái bát thánh đạo ấy, nó là cái cốt tủy trong trong cái con đường, cái nội dung tu hành tu tập của chúng ta, con đường dẫn đến giải thoát chúng ta nằm ở bát thánh đạo. Cho nên cũng có thể nói một cách chắc chắn mà không hề một chút sai lầm là con bát thánh đạo là con đường độc nhất và duy nhất dẫn đến giải thoát, dẫn tới niết bàn, đến dẫn tới chấm dứt sinh tử luân hồi một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và cái điều đó chỉ có ở trong Phật giáo mà thôi. Ngoài Phật giáo không có bát thánh đạo, cho nên không có sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. Tất cả các lĩnh vực khác của con người mà ta từng biết ấy, ví dụ như là khoa học, kỹ thuật, y học, mỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, vân vân, tất cả những cái đó và tất cả các cái truyền thống tâm linh khác đều có thể giúp các quý vị đạt được hạnh phúc một cách tạm thời. Tạm thời tức là sao? Làm giảm bớt khổ đau phiền não trong kiếp sống này mà thôi. Có phải vậy không? Tại vì sao? Vì không chỉ ra được cái con đường mà dẫn đến chấm dứt tái sanh. Tại vì đã còn tái sanh thì còn đau khổ. Các vị hiểu cái điều đó để các vị thấy rõ cái vai trò Phật giáo là không có gì có thể so sánh được. Cái đóng góp này đóng góp có một không hai, không bất kỳ một lĩnh vực nào khác mà có thể thay thế được cho bát, cho cái giáo lý của đạo Phật dựa trên căn bản tứ diệu đế, và trong đó có bát thánh đạo. Có bị hiểu không? Tức là không có bất kỳ một lĩnh vực nào, một triết lý nào, một dạng truyền thống tâm linh nào có thể đưa chỉ cho các vị cái con đường chấm dứt sinh tử luân hồi đó. Như vậy các vị hiểu rằng là các vị có một cái phước báu vô cùng lớn lao được tiếp cận, được biết đến cái con đường này, và đây là con đường duy nhất. Và chúng ta bây giờ chúng ta lại được nghe như cơn sáng sư nói đó, này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất dẫn tới thanh lọc tâm chúng sinh, diệt trừ khổ, diệt trừ khổ bi, khổ bi, vượt qua khổ bi, sầu bi, diệt trừ khổ ưu, đạt được chánh trí, chánh chứng ngộ niết bàn. Như vậy là chúng ta biết rồi, chúng ta lại được nghe đây là đây là con đường duy nhất. Chính cái câu này đó
làm cho những vị gọi là học giả đó, học giả, các nhà phân tích ấy, mặc dù các nhà học giả đấy cũng có người tu tập, nhưng mà người ta cứ chia sẻ vô từ ấy, người ta bảo không, bát chánh đạo mới là con đường độc nhất cả, chứ không phải tứ niệm xứ. Tại vì người ta làm sao? Người ta chưa tu tập một cách rốt ráo để thấy được tứ niệm xứ chính là bát thánh đạo và bát thánh đạo chính là tứ niệm xứ. Trong ngày hôm nay, trong buổi chiều hôm nay, sư cố gắng đưa ra một số các ý để các vị xem xét em có đúng như vậy không, dựa trên kinh điển, dựa trên kinh điển để chúng ta thấy được cái điều đó, để chúng ta không bao giờ nghi ngờ nghi ngại gì nữa rằng là không biết là ô, chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì có phải là bát chánh đạo không, có chắc chắn dẫn đến niết bàn không. Chúng ta còn một chút nghi ngờ gì đó thì cái sự thực hành của chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta cần phải có sự lòng tin tuyệt đối, lòng tin tuyệt đối vào cái giáo pháp, vào cái lời Đức Phật dạy. Cái gì mà chúng ta chưa biết, chưa rõ, chưa hiểu đó, chúng ta tạm ghi nhận vậy, chứ đừng có bao giờ bác bỏ, đừng có bao giờ bác bỏ, đừng có vội vàng bác bỏ. Như vậy ở đây chúng ta thì trước hết chúng ta phải xem, tìm hiểu xem cái bát thánh đạo là cái gì đã, rồi chúng ta tìm hiểu xem tứ niệm xứ là cái gì, trong hai cái thứ đó nó có điều gì là trùng hợp, hay là nó là những cách nói, cách thể hiện, cách diễn đạt khác nhau trong các cấp độ khác nhau. Thì trước hết thì chúng ta biết cái tứ niệm xứ đó là con đường gần nhất ấy. Thì trong chú giải thì có nói đến mấy cái ý nghĩa của độc nhất như sau. Một, đây là con đường độc nhất, duy nhất, độc nhất dẫn đến niết bàn. Đấy là ý thứ nhất mà thường xuyên người ta dựa vào đó để chúng ta người ta dịch. Cái ý nghĩa thứ hai là đây là con đường mà trên con đường đó các vị chỉ có thể đi một mình, đơn độc, duy nhất, không có ai đi cùng các vị đâu. Các vị phải tự mình lầm lũi bước chân đến. Còn sau khi đã được chỉ đường rồi, khi chỉ đường rồi thì cứ cặm cụi mà đi thôi, không có ai đến cứu vớt các vị đâu, không có ai đi thay các vị đâu, không có ai chứng ngộ thay các vị đâu, không có ai giác ngộ thay cho các vị đâu, không có ai thoát khổ thay cho các vị đâu, không có ai ăn thay cho các vị, để no thay cho các vị, uống thay cho các vị, để dạy cát thay cho các vị được đâu. Cho nên đây là con đường mà các vị phải đi một mình, duy nhất trên con đường đó. Đấy là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là đây là con đường do một vị độc nhất giác ngộ và truyền đạt lại cho chúng ta. Độc nhất có nghĩa là bậc chánh đẳng giác, Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta. Và cái ý nghĩa thứ tư của cái độc nhất là đây là con đường dẫn tới duy nhất niết bàn, dẫn tới một cái đích duy nhất, một cái đích, một cái duy nhất là niết bàn, duy nhất là niết bàn. Và cái điều thứ cuối cùng ấy, là trên cái con đường này, đây là con đường mà đây là cái con đường mà dẫn thẳng tới niết bàn, không có một cái đích khác nào ngoài cái đích là niết bàn. Đấy là cái ý nghĩa mà về cái sự đồng nhất mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Khi chúng ta thấy rõ cái sự đồng nhất lên một cách như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu rõ cái phương pháp của cái thiền tứ niệm xứ. Thì chúng ta ở đây trong cái tứ niệm xứ đấy thì chúng ta thường người ta hay nhấn mạnh đến cái chữ sati, đúng không? Tức là cái niệm và cái patthana, tức là cái nền tảng. Tại sao mà niệm mà đặt trên cái nền tảng này thì lại giúp cho chúng ta có thể dẫn tới niết bàn? Vì cái đây là cái nền tảng này là nền tảng của thân và tâm. Và khi mà chúng ta thấy được cái bản chất của thân và tâm đó, vô thường, khổ, vô ngã, là danh và sắc đó,
thì chúng ta không còn có một cái sự ảo tưởng, không có một sự ngộ nhận. Chúng ta biết được cái chân đế, biết được cái thực tế, biết được cái lý chân lý. Và khi biết được những điều đó thì có nghĩa rằng là chúng ta đã giác ngộ. Như vậy thì chúng ta hiểu một cách rốt ráo rằng là chỉ có bằng cái tứ niệm xứ này mà chúng ta có cơ hội thấy được bản chất thật sự của thế giới xung quanh chúng ta, bản chất của tất cả các pháp. Và khi thấy được bản chất của tất cả các pháp chỉ là vô thường, khổ, vô ngã thì mới không còn bám víu, không còn tham đắm, không còn bất kỳ một cái kỳ vọng, một kỳ vọng nào vào bất kỳ một cái điều gì nữa, mà không lương tựa vào bất kỳ điều gì trên đời này nữa, thì lúc đó chúng ta mới thật sự được giải thoát. Về chúng ta hãy quay lại cái bát thánh đạo. Thì trước hết về mặt lý thuyết đó, thì chúng ta biết là trong bát thánh đạo thì có tứ diệu, tứ niệm xứ. Và trong tứ niệm xứ thì có bát chánh đạo. Đấy là về mặt câu chữ lý thuyết, câu chữ đấy nhé, chỉ riêng câu chữ nó đã có mặt rồi. Các vị bây giờ lục lại trong cái trí nhớ của mình xem các vị là Phật tử đó. Các vị phải biết tứ diệu đế, tứ thánh đế, và các vị phải biết bát thánh đạo, đúng không? Thế bây giờ trong bát thánh đạo thì tứ niệm xứ nó nằm ở đâu? Các vị đã biết tứ bát thánh đạo rồi đó. Bát thánh đạo là gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có phải tám không? Trong cái tám chi thành chi phần đó thì tứ niệm xứ chúng ta nằm ở đâu? Chánh niệm có phải vậy không? Cho nên nói đến tứ niệm xứ, nói đến chánh niệm thì các vị phải nói đến gì? Tứ niệm xứ. Các vị có nhớ cái định nghĩa về chánh niệm không? Hả? Tôi sẽ đọc lại cái đoạn kinh về chánh niệm cho các vị nhé. Thì chúng ta biết rằng là chánh niệm chính là tứ niệm xứ, tại vì chúng ta quen học vi diệu pháp nhiều, nào là chức năng, là nhiệm vụ, nào là biểu hiện của chánh niệm, thì chúng ta không kém đi mất rằng là chánh niệm chính là tứ niệm xứ. Các vị học cái gì cũng tốt thôi, không sao, nhưng mà các vị mà quên chánh niệm chính là tứ niệm xứ là một cái thiếu sót, là một cái lỗ hổng rất lớn. Các vị có hiểu không? Các vị học kinh điển, học cái điều của Phật đó, là các vị phải tra kinh điển, chứ các vị đừng có tra từ điển. Các vị hiểu không? Từ điển là cái của các cái pháp thế gian, của các cái quan niệm, các cái định nghĩa của xã hội, người ta tổng hợp lại từ trước đến nay nó như thế nào thì nó như vậy. Nhưng trong Phật giáo thì Đức Phật định nghĩa lại toàn bộ những cái nội dung mà Ngài nói, những nội dung quan trọng nhất đó, Ngài định nghĩa lại. Cũng như là trong các cái, bây giờ trong cái thời buổi hiện đại ngày nay ấy, nhất là trong các quý vị đây làm việc trong các cái lĩnh vực mà liên quan đến cái hợp đồng ấy. Các vị có hiểu không? Cái phần đầu tiên của hợp đồng là gì, các vị còn nhớ? Là định nghĩa, các định nghĩa, các cái tên, các định nghĩa, các cái từ sử dụng trong cái hợp đồng, cái từ này trong cái hợp đồng này thì nó có cái nghĩa gì, có phải vậy không? Tại vì nếu mà không định nghĩa đó thì các vị sẽ hiểu theo nghĩa làm sao trong xã hội, và như vậy nó làm sao, nó không chính xác, nó dẫn đến cái sự hiểu lầm. Thì trong đạo Phật cũng có trường tịch có tình trạng như vậy, và tất cả những cái khái niệm đó quan trọng nhất ấy, Đức Phật đều định nghĩa lại cho chúng ta. Và chúng ta phải bám vào cái định nghĩa đó để mà hiểu lời Phật, chứ không phải bám vào lời giải thích trong từ điển. Có hiểu không? Từ điển nó rất chung cho xã hội, trong khái niệm chung của xã hội. Trong cái tứ niệm xứ đó, trong bát thánh đạo đó, thì chúng ta
đọc lại cái định nghĩa về cái chánh niệm. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Câu này nghe con quen buổi sáng nghe, nhắc đi nhắc lại mấy lần, các vị nhớ chốt trong đầu sư cái điều này nhé, vô cùng quan trọng. Nó phải bắt đầy đủ các yếu tố đó nhé, phải có đầy đủ yếu tố là nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, để chế ngược tham ưu ở trên đời, sống quán thọ các cảm thọ trên các thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngược tham ưu trên đời. Đấy có phải là tứ niệm xứ không? Đó. Như vậy là trong bát chánh đạo của chúng ta có gì? Bát chánh đạo của chúng ta có tứ niệm xứ trong bát chánh đạo. Và ngược lại, trong tứ niệm xứ thì có bát chánh đạo. Có ai còn nhớ không? Nó nằm trong phần nào? Phần quán pháp, chính là quán pháp. Quán pháp thì có quán gì? Ngũ năm triền cái, đúng không? Rồi thì quán sáu căn, sáu trần, đúng không? Rồi gì nữa? Quán pháp gì nữa? Thất giác chi, đúng không? Rồi sao? Tứ diệt đế, tứ thanh đế. Đấy là các pháp cần phải quán. Trong quán thân không? Thân thọ tâm pháp thì trong pháp nó có cái quán tứ thanh đế đó. Mà trong tứ thanh đế thì dứt khoát là lại phải có giáo bát thánh đạo. Nó là một trong bốn cái chân lý mà bát thánh đạo không thể rời được khỏi tứ diệu đế rồi, tứ thanh đế rồi. Như vậy là về mặt lý thuyết không, nó đã bao gồm. Nói đến bát chánh đạo là trong đó đã có tứ niệm xứ, đúng không? Chánh niệm đó. Rồi thì nói đến tứ niệm xứ thì là Đức Phật là nói là dứt khoát là phải có làm sao? Có tứ thanh đế, trong đấy có tứ thanh đế thì phải có bát chánh đạo thì mới gọi tứ thanh đế được chứ, có phải vậy không? À, như vậy là về mặt lý thuyết không, các vị đã thấy rõ rằng khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là các vị đã tu tập làm sao? Bát thánh đạo. Phải vậy không? À, như vậy là các vị, ít nhất là các vị về mặt lý thuyết là các vị thấy rằng là trong bát thánh đạo nó có tứ niệm xứ, và trong tứ niệm xứ có bát thánh đạo. Bây giờ chúng ta trở lại cái việc thực hành của chúng ta. Thực hành của chúng ta là sáng chúng ta được giới thiệu đấy là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân thì khi chúng ta ngồi thiền tọa đó thì chúng ta quan sát chuyển động của bộ, tức là phòng xẹp, đúng không? Đấy là đối tượng chính. Nhưng khi mà các đối tượng phụ nó đến mà nó gây ảnh hưởng lớn, nó gây trở ngại, nó gây cái chúng ta ấy, những cái đối tượng phụ ấy là gì? Hả? Ví dụ có vị ví dụ nãy ngồi bây giờ thiền hành đó, thiền tọa đó, các vị thấy gì? Đau. Cái câu đấy sự nghe nhiều nhất, to nhất. Đau. Thế đau đấy thì là gì? Nếu mà chúng ta quan sát và chánh niệm tỉnh giác quan sát nó, tức là chúng ta đang quán gì đó? Là đau nhất mà lại quán thân sao? Thọ chứ, cảm thọ, đúng không? Đang cảm thọ đó. Đang cảm thọ đấy. Cảm thọ nó làm sao? Thế các vị quán có quán cảm thọ các vị thấy thế nào? Hả? Đau là biết vậy thôi hả? Các vị vẫn thấy là tôi đau chứ? Hả? Hay là đã thấy được rằng là cái đau chỉ là cái đau chưa? Và có cái tâm quan sát cái đau chưa? Đã có vị nào thấy được cái điều đó chưa? Hay là vẫn chỉ thấy tôi đau thôi? Hả? Các vị hãy tránh điểm quan sát tỉnh giác, hướng ngay vào cái điều đó để xem thật sự cái đó mới thật sự là minh sát, cái đó mới thật sự là giúp cho các vị. À, phải như ý tác ý đã, là cái đau này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Rồi chúng ta xem lại
vẫn là nhưng vẫn là ta, vẫn là của ta. Rồi lại xem lại một lần nữa, rồi lại xem lại một lần nữa, xem lại, cứ xem đi xem lại, xem đi xem lại đấy. À, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải như lý tác ý đã, chúng ta phải tin về mặt lý thuyết đã, đúng không? Chúng ta phải tin về lời Phật đã, rồi chúng ta mới quan sát. Mặc dù chưa thấy đâu, các vị nào mà thấy bảo thấy ngay rồi mà vẫn cứ nhăn nhó lòng xiết bảo con thấy rồi, không phải ta và của ta, nhưng mà đến bảo sư ơi làm sao con đau, làm sao cho nó hết đau, thì chắc là chưa phải đó, bị cái tâm nó lừa dối đó. À, như vậy chúng ta quán đấy là quán cảm thọ. Rồi thì sao nữa? Rồi mà khi mà cái âm thanh nó đến, nó ồn ào đang ngồi thì lục cà lục cục thì sao? Những cái hôn trầm tự nhiên một ngủ nó đến, có không? À, thì chúng ta đang làm sao quan sát cái gì đó hả? Nó cũng thuộc về tâm, nhưng mà xếp nó vào cái pháp nhé. Tất cả các phần còn lại thì tâm với pháp là thọ, tâm pháp đều là liên quan đến tâm cả. Ba cái còn lại trong tứ niệm xứ thì có sắc, rồi thì thân, thọ, tâm, pháp. Thì cái sắc là thân thì đương nhiên dễ, thì còn những ba cái phần còn lại đều liên quan đến tâm, nhưng mà chúng ta phân nó ra cụ thể hơn để chúng ta dễ phân loại, để dễ quan sát nhé. À, thì chúng ta đang quan sát pháp đó, hôn trầm tự nhiên có tham có sân nổi lên không đó, cũng vừa là tâm vừa là pháp. Tại vì sân hận đấy thì nó là tâm sân, nhưng vừa là pháp. Pháp là gì? Năm triền cái thì nó là pháp, không phải vậy không? À, vậy những cái tên nó chỉ là cái tên gọi phân biệt ra thôi, chứ còn cái bản chất thì vẫn là một cái tâm, một cái danh, đúng không? À, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không sợ hãi, không lúng túng, không có lo lắng gì cả. Gọi nó là cái gì không quan trọng, nhưng quan trọng người ta biết làm sao rằng cái tâm đó, cái loại sân tâm đó nó làm sao, nó sinh ra và nó diệt đi, nó có mặt lúc này, nó đang làm gây chúng ta, nó đang gây cản trở, nó làm chúng ta làm khó chịu, làm chúng ta phiền não, nóng bức, khổ sở nhé. Và như vậy thì đấy là chúng ta thấy được quan trọng nhất là thấy là làm sao nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, ta không quản lý được nó, mà nó chính là nó đang quản lý ta, nó đang điều khiển ta đó, nó đang xui khiến ta đó. Đang giờ hành thiền hành nó xui ra ta ngồi, rồi nó xui ta nói chuyện mà ta chả biết gì, cứ thế miên man nói hết chuyện này sang chuyện nọ trong lúc hành thiền. Sư vào đến đây rồi mà vẫn thấy ngồi nói chuyện vẫn rất tự nhiên. À, trong khi mọi người thì đang nỗ lực đang như thế ấy thì một số người thì bắt đầu cứ ngồi bị nó sai khiến sai xử lúc nào biết. Những người đấy là khổ lắm đó nhá, sư nói đó, những người đấy là những người đang khổ, đang bị khổ chi phối ấy, tại vì mình không làm chủ được nó, không có tâm trí tuệ và cái sáng suốt để nó nhận biết ra, để nó làm chủ, là những người nó khổ vô cùng. Và đối với sư đó, và sư cũng muốn truyền đạt lại cho mọi người đó biết rằng là đối với sư ấy, và mọi người về sau cũng nên nhìn theo cái cách đó. Trên thế gian này ấy, có hai loại người thôi, một loại người là dễ thương, và một loại người thứ hai là gì? Hả? Một loại người dễ thương, loại người thứ hai người nghĩ ngay là đáng ghét, không phải? Cái đó sư không định dạy cho các vị đâu. Có hai loại, một người dễ thương và một người đáng thương, là người ta đang mắc lỗi lầm, mắc sai phạm, đang khổ sở, đang bị các phiền não nó quấy nhiễu, nó uy hiếp đó. Hả? Các vị hiểu ý sư chưa? Mấy loại người? À, một loại người dễ thương và một người đáng ghét. À không, à. Một loại người dễ thương và một người đáng thương, tức là những người mà đang có những cái nỗi khổ tâm, khổ thân đó. Hả? Nó quấy nhiễu, nó chi phối, nó hành hạ, nó phạm hết nỗi này sang nỗi khác mà làm ảnh hưởng người khác đó. Và những người đấy là những người đáng thương thôi nhé. Vậy hãy nhìn nhận tất cả những người xung quanh mình như vậy để có một cái sự. Nhưng mà chúng ta không có nghĩa là chúng ta làm sao nhắm mắt nằm ngơ mặc kệ nó, không phải vậy.
Nhưng trong lúc tu thiền thì được phép như vậy, nhưng mà trong bình thường thì chúng ta phải biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu để mình tự mà tránh chứ, đúng không? Tự mà mình đừng có bắt chước chứ. Chứ không thì chúng ta lại cứ bắt chước những cái điều xấu đấy thì chúng ta có hại cho chính bản thân chúng ta, cũng có lợi gì nhé. Chúng ta ở đây chúng ta như vậy nhưng mà không có nghĩa là chúng ta làm sao, chúng ta mặc kệ nó, hoặc là chúng ta làm sao tâm vô phân biệt vô chấp theo cái kiểu thế nào cũng được. Trong lúc tu thiền thì chúng ta cần phải làm như vậy nhé. Nhưng mà tu thiền để có trí tuệ, biết rõ đúng sai tốt xấu, và đến mức cuối cùng để biết được bản chất cuối cùng của nó, tất cả cũng chỉ là sinh diệt mà thôi. Nhưng mà trong giai đoạn đầu các vị phải phân biệt được đúng sai tốt xấu để các vị làm lành lánh giữ, giữ tâm trong sạch. Đấy là lời các chư Phật, không phải một chư Phật, các chư Phật đều dạy như vậy. Các vị phải lấy trên, các vị đừng có mắc vào cái lời của các cái mấy cái vị chưa tu tập đến đâu, lộn đầu xuống đất, đất lộn chân, lộn xuống đất chân, lộn đến đầu ấy, là cứ tâm vô phân biệt nhé, ngay từ đầu ấy, chả có phân biệt gì, cứ nói cái gì cứ bảo là còn phân biệt còn chấp đấy, nó cuối cùng chẳng có tu được cái gì đâu, nhá, không biết tu được nào mà tu được, nhá, các vị tránh những cái người đấy ra cho sự, nhá, các vị hiểu không? Có hay gặp những cái vị đó không? Gặp nhiều lắm, sư gặp nhiều, cứ mở miệng ra nói là à có chấp này cho nọ, cứ nếu các vị không chấp thì các vị vào đây nói cái gì ở đây, nếu các vị không chấp thì các vị đi chỗ khác đi, các vị giữ im lặng đi cho tôi, các vị có gì để mà nói, các vị là thánh rồi hả, các vị lại còn tham gia vào đây làm gì nữa, đúng không? À như vậy là chúng ta hiểu rằng là chúng ta cần phải có một cái sự tu tập để có một cái chánh niệm tỉnh giác đấy. Trong để chăm sóc chút nữa sư sẽ giảng kỹ thêm một chút về cái tỉnh giác. Thì trong cái tỉnh giác là có bốn cái loại tỉnh giác, trong nó thì trong nó phải có cái đầu tiên là tỉnh giác và cái mục tiêu mục đích, cái sự lợi ích hay không lợi ích trong cái từng sự việc của chúng ta thấy biết. Như vậy quay trở lại cái pháp của chúng ta thì đấy là biết là tu thân này, là hơi thở ra hơi thở vô này, phòng xem này, đúng không, liên quan đến thân này. À rồi thì liên quan đến cảm thọ là đau nhức ngứa ngáy khó chịu, đúng không? Rồi thì là các pháp, các tâm và các pháp là gì, vui buồn, rồi thì là hỷ ái nộ, tất cả những cái tham sân si đó, đấy là những cái tâm và những cái pháp. Như vậy trong bốn cái đó là chúng ta đang tu tập cái tứ niệm xứ là liên quan đến thân tọa tâm pháp đó. Thế còn trong cái bát thánh đạo thì sao? Bát thánh đạo về chúng ta nhắc qua lại, sau đó chúng ta tìm cái mối quan hệ qua lại giữa cái tứ niệm xứ trong việc thực hành lý sát của chúng ta với cái bát thánh đạo. Thì cái bát thánh đạo chúng ta nhắc lại để đây ôn lại cho các quý vị, tại vì đa phần các vị ở đây là mới, còn các vị nó đã biết rồi, đã quen rồi, đã học rồi đó. Vậy nhưng mà mới dừng lại cái biết thôi, còn nhớ thì thỉnh thoảng cũng lúc nhớ lúc quên, thì đây là cái cơ hội để cho các vị ôn lại một lần nữa để chốt trong đầu. Tại vì các vị có nó trong đầu thì các vị mới thực hành hàng ngày được, và các vị phải đem nó áp dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày, cái bát thánh đạo này, chứ đừng có học xuôi nó chẳng có tác dụng gì cả. Sư sẽ hướng dẫn các vị áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày cái bát thánh đạo như thế nào, nhiều cái để áp dụng. Nhưng mà chúng ta nhắc lại đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là gì? Chánh kiến là gì? Nhớ ai nhớ giơ tay lên cho sư. Ai mạnh dạn giơ tay nhớ chánh kiến là gì để sư được? Hả? Đó, tức là các vị biết, các vị nói đến thì các vị gật đầu. Nhưng mà các vị mà tự nói ra thì các vị có khi lung tung. Mà khi các vị như vậy thì các vị sẽ không có cái gì tiêu chuẩn gì soi xét đánh giá các trong hoạt động hàng ngày của mình. Không biết là cái con kiến của mình ấy, nó thuộc chánh kiến không? Tại vì mình quên mất rồi, chánh kiến là cái gì rồi. Thì lấy đâu ra tiêu chuẩn để so sánh, chẳng biết là mình đang quan kiến, đang suy nghĩ
đang nhìn thấy dưới sự vật, dưới ánh sáng này có đúng là chánh kiến không hay là tà kiến, mà đa phần là tà kiến mà chúng ta không biết đó. Tại vì chúng ta không có cái chánh kiến ít nhất ở mặt lý thuyết trong đầu để mà so sánh. Chánh kiến có nghĩa là gì? Nói đến chánh kiến các vị nhớ ngay cho sư là phải biết về tứ diệu đế. Phải biết về tứ diệu đế, tức là chánh kiến. Các vị ít nhất là về đấy. Còn cái còn những cái loại chánh kiến khác, ví dụ như là nghiệp, báo và quả của nghiệp, về nhân, về quả, cái đó nó liên quan đến chánh kiến đó. Nhưng cái quan trọng nhất là biết về tứ diệu đế. Các vị biết cái đó thì nó sẽ có cả nghiệp và nhân. Tại vì cái trong tứ diệu đế, nếu các vị hiểu sâu sắc cái tứ diệu đế thì cái tập đế trong đó có nhân quả, có lý duyên khởi trong đó, sẽ nó có nghiệp và nghiệp báo ở trong đó, thể hiện trong đó, nếu các vị hiểu sâu sắc. Như vậy chúng ta phải biết, mà đã biết tứ diệu đế thì chúng ta phải biết lại, phải quay lại thì biết khổ là gì, biết nguyên nhân của khổ là gì, biết sự diệt khổ là gì và biết con đường dẫn đến diệt khổ là gì. Thì đấy mới là gọi có chánh kiến. Thế chúng ta bắt đầu nhìn, nghe, ngửi, nhớ, xúc chạm, suy nghĩ. Tất cả những thứ đó có phải là khổ đế hay không? Có bao giờ có vị để ý không? Đó, giữa tứ niệm xứ và bát thánh đạo nó liên hệ với nhau như vậy đó. Tức là khi mà thực thành đó, thì chúng ta làm sao? Nhìn, nghe, ngửi, nhớ, xúc chạm, suy nghĩ, quan sát cái đó. Khi mà nó có xúc chạm, thì cái xúc chạm, cái thấy, cái biết, cái nhìn, cái nghĩ ấy, nó có phải khổ đế hay không? Hả? Vì trả lời đi. Có hay không? Hả? Có, nói to, dứt khoát vào. Tại vì sao? Tất cả đều là không khổ đế hết cả mà. Không có gì ra khỏi khổ đâu. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có gì không phải là khổ đâu. Đức Phật chốt trong cái câu, trong cái câu về khổ đế đó, trong khổ đế đó. Khổ là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, hồng bất đắc là khổ, ái biệt đi, oan gia hộ. Và cuối cùng là gì? Năm thủ uẩn này là khổ. Năm thủ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Thế vậy thì còn cái gì không phải là khổ nữa? Đất, tứ diệu đế và bát thánh đạo và minh sát nó là một trong đó. Các vị thấy quan sát và thấy biết là khổ, tức là các vị đang thấy bát thánh đạo, tứ diệu đế trong đó. Các vị có hiểu chưa? Sự áp dụng qua lại giữa mối liên hệ giữa, các vị có thấy rõ cái đó chưa? Chúng ta không ra ngoài cái đó. Như vậy đầu tiên là chánh kiến là phải có biết về tứ diệu đế, và trong tứ diệu đế thì các vị phải biết về khổ, phải biết về nguyên nhân của khổ, phải biết về sự diệt khổ ấy. Và chúng ta soi xét tất cả trên cái minh sát của chúng ta đấy, thân, thọ, tâm, pháp, nó có phải là khổ không? Nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân của cái sự khổ đấy là gì? Là cái sự có mặt hiện hữu của chúng ta này mà sao có thể hiện hữu có mặt được? Là vì vô minh và tham ái. Đúng vậy đó. Và sự chấm dứt vô minh tham ái, chấm dứt gọi tham sân si, đó là sự diệt khổ. Và cách nào? Bát thánh đạo. Bát thánh đạo lại chính là tứ niệm xứ, mà cái chúng ta đang thực hành á. Các vị hiểu cái đó để bắt đầu các vị thực hành một cách rất là dễ chịu, rất là thấu đáo mộc sư. Như vậy là chúng ta biết là thứ nhất là chánh kiến, đúng không? Liên hệ với cái tứ niệm xứ của chúng ta như thế nào, đúng không? Cái thứ hai, chánh tư duy thì sao? Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là gì? Có ai biết lại giơ tay lên xem nào? Có vẻ như là cái lớp học này cần phải nghe lại những cái bài giảng này một cách thường xuyên hơn. Mỗi lần sư về sư lại giảng lại nhé. Các vị đừng bao giờ ngại là sư Phật, sư Nghiêm Phúc về sư lại giảng về bát thánh đạo, lại giảng về tứ diệu đế đấy, chứ không có gì mới ở đấy đâu.
chứ không giảng cái gì mới đâu. Sư chỉ muốn cho các vị nhớ cái điều đó để các vị áp dụng vào trong cái thực hành thôi. À, cái đó là cái quan trọng nhất. Chúng các vị tìm học những cái mới cũng tốt, ok, nhưng trong cái thực hành chúng ta là chúng ta phải nhớ để mà lặp đi lặp lại. Trong cái học thì các vị học muôn vàn thứ, đi tỉ thì chẳng hết được. Hết đời này hết đời khác, hết kiếp này kiếp sắc các vị học chẳng mơ hết được. Nhưng cái thực hành ấy, nó chỉ lặp đi lặp lại những cái cũ đó. Các vị phải lặp đi lặp lại cái cũ để làm sao nó thành thạo, chỉ có vậy. Đó, các vị nhớ được cái mấu chốt đó, cái cốt tủy đó thì việc thực hành của các vị sẽ rất đơn giản. Các vị sẽ không mệt mỏi, không chán nản, không ấy. Tại vì các vị biết rằng các tìm tất cả những cái thứ mới đó, nó chỉ là cái tên khác nhau, các cái cách nói khác nhau thôi. Còn cái thực hành nó vẫn cứ lặp đi lặp lại cái này thôi. Và cái lặp đi lặp lại đó là nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, quan sát các hiện tượng thân tâm, thế thôi, chả có gì ngoài cái đó cả. Nhưng mà các vị cứ được nghe mãi cái thứ đó thì cái tâm làm sao? Nó chán, cứ nghe mãi nó không chịu nổi đâu. Bản chất của cái tâm là như vậy, cho nên nó làm sao? Nó cứ nhảy nhót, nó cứ chạy, nó bám hết cái nọ sang cái kia. Bao giờ chúng ta khắc phục cái đó, rồi chúng ta quay lại. Chính cái thiền quan sát của chúng ta mà chúng ta vun bồi cái tĩnh tâm bằng cách quan sát cái đối tượng phổng xẹp hoặc là nhất bước đạt đó, chính là giúp cho cái tâm của chúng ta không nhàm chán những cái việc tưởng chừng như đơn giản vô nghĩa đó. Các vị hiểu không? Nó cứ làm đi làm lại. Chính đấy là cái định, khả năng tập trung. Và khi có định lực rồi, các vị quan sát lâu dài bền vững chắc thì tự nhiên các trí tuệ hiểu biết bắt đầu nó sẽ khởi sinh. Trong cuộc sống cũng vậy, các vị cứ quan sát hết cái người này mình, một cái người nào đó cách rất kỹ lưỡng, cách lâu dài, để ý người ta, cuối cùng mình sẽ hiểu cái con người đó, có phải vậy không? Chúng ta không bị lừa dối nữa, có nói hay nói ngọt thì chúng ta cũng không tin nữa, vì chúng sao sao? Chúng ta quan sát lâu rồi chúng ta biết rồi, phải vậy không? Có ai dạy bảo mình đâu? Người khác bảo cô ấy tốt lắm, không tin, tại vì tôi biết rồi, kinh nghiệm thật sự tôi biết rồi, đúng không? Do cái quan sát lâu dài. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu chúng ta cứ nghĩ mãi một việc gì đó, nghĩ mãi, thì nó bắt đầu lóe sáng, nó cho giải pháp, nó cho lời giải, nó cho cái cách mà chúng ta có thể có lời giải. Thì bên đấy là gì? Trí tuệ. Trí tuệ nó nảy sinh. Không phải là các vị bảo, tôi hiểu rồi, tôi biết cách rồi, không phải các vị đâu. Trí tuệ nó nảy sinh. Không phải là các vị nghĩ ra đâu, các vị cứ nhầm tưởng các vị tôi nghĩ ra rồi, tôi ngộ rồi, tôi hiểu rồi, có cái nào tôi ở trong đấy đâu. Trí tuệ nó nảy sinh khi mà nó bám vào cái đối tượng một cách lâu dài vững chắc, do cái định lực nó thành lập bắt đầu. Thế bây giờ quay trở lại cái tránh tư duy là sao? Tư duy tức là tư duy suy nghĩ đó. À, hướng tâm đó một cách đập giá tránh, tức là này là chính đúng đắn đúng đắn thế nào là đúng đắn mới được chứ hả? Thế nào là đúng đắn, các vị còn nhớ không? Nếu không nhớ làm sao biết là cái tư duy của mình có là tránh tư duy không? Làm sao hàng ngày mình biết được? Nếu bây giờ mình không nhớ biết tránh tư duy là gì, làm sao mình biết là nó tránh không hả? Có ai nhớ nói lại cho sư cái xem nào. Tránh tư duy là gì? Vô không, không gì, mấy cái không, mấy cái vô đó. Vô dụng, vô sân, vô hại. Trong cái tư duy các sinh hoạt hàng ngày đấy, cái suy nghĩ tư duy của mình ấy, nó có liên quan đến dụng không, liên quan đến sân không, liên quan đến hại, nó làm hại người khác không? Các vị phải thường xuyên áp dụng cái bát thánh đạo đó vào trong cuộc sống thì nó mới có ích. Chứ còn chúng ta cứ tư duy mà không có xét lại xem là đây là sân, mà sân thì rất khó mà tà tư duy rồi thế phải kinh về hại thì thôi đi chứ, hay là vẫn cứ tiếp tục sân, hay vẫn giữ cái sân đó, mà làm sao để biết được là có sân thì lại phải có,
thiền minh sát, phải có chánh niệm tỉnh giác trong đó thì ta mới phát hiện ra cái sân. Như vậy nhờ có chánh niệm tỉnh giác đó, thiền minh sát đấy, mà chúng ta biết rằng là có cái tư duy đấy, nó có là tà tư duy hay chánh tư duy, có hiểu không? Tức là các vị thấy rõ được cái mối quan hệ giữa thiền minh sát và pháp chánh đạo trong cái liên hệ trực tiếp với chánh tư duy chưa? Đó là nhờ cái minh sát thì ta biết là có tham, có sân, có dùng, không thích cái nọ, thích cái kia. Bữa ăn hôm nay chẳng hạn, có vị ăn lắm, có vị có đẩy ý mình thích cái gì không, không thích cái gì không, mình thích thì là gì, là cái tham đó, mình có đẩy ý không, biết không? Cái minh sát nó giúp được có vị chưa? Nó phải có ích lợi ngay lập tức chứ. Nếu có vị thật sự, có vị thực hành đúng đắn là nó có ích lợi ngay lập tức đó. Nó biết ngay là cái tham nó đang có mặt này, từng tí một. Mình không ưa món này là cái bất tội nghiệp nó có mặt. Mình không ưa người này làm cái này, người kia làm cái kia, cái bất tội nghiệp, cái sân nó len lỏi vào. Có phải vậy không? Không có chánh niệm tỉnh giác, các vị không phân biệt được các cái tâm của mình, nó tham, nó sân, nó len lỏi vào đâu, đúng không? Và các vị không biết đấy là chánh tư duy hay là chánh kiến hay là tà kiến, tà tư duy. Có phải vậy không? Là vì không có sao? Không có nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác mà quan sát các cái nó đang xảy ra đó. Hả? Vị đã rõ chưa? Hả? Đã thấy rõ rằng là tứ niệm xứ là bát thánh đạo chưa? Đã bắt đầu thấy rõ rồi đó nhé. Chứ còn các cái vị mà cứ không thực hành đó, cứ chia sẻ trên mặt từ ngữ, phân tích từ ngữ ấy, đọc mệt lắm, nhức đầu lắm, mà cuối cùng chẳng có lợi ích gì cả. Tại vì nó không liên quan đến cái việc thực hành của mình. Mình mà thực hành ấy, thì mình biết ngay nó có lợi ích, mình thực hành đúng là có ngay lợi ích. À, có chánh niệm tỉnh giác thì biết ngay là cái tâm này tâm tham, tâm này tâm sân, à, và cái này là thiện, cái này là bất thiện, biết ngay lập tức. Và từ đó thì các vị mới làm sao thanh lọc được nó chứ. Có thanh lọc thì nó mới có tiến bộ, được tâm nó mới trong sạch chứ. Thì như vậy mới có gọi là ích lợi thiết thực của thiền minh sát chứ. Chứ chúng ta cứ ngồi phòng phòng xẹp xẹp nhất bước đạp đấy, mà quý vị không áp dụng được vào trong các cái quan sát ấy. Tại vì từ những cái đó theo dõi cách liên tục một chánh niệm trên phòng xẹp nhất bước đạp hoặc là các cảm thọ hoặc cái, thì khi đó suy nghĩ nó xuất hiện, các cái tâm xuất hiện, các vị dễ dàng phát hiện. Quý vị đã nhận thấy cái điều đó chưa? Các vị có cảm thấy là khi mà mình ngồi đó, mình quan sát phòng xẹp đó, thì mình phóng tâm cái thì mình dễ phát hiện hơn chứ. Còn nếu bình thường mình không quan sát phòng xẹp đấy, mình phóng tâm cả ngày mình đâu có biết. Có phải vậy không? Nó phóng tâm thì nó rủ rê nhau ra chỗ kia, ngồi nói hết chuyện này, chuyện kia, hết cả một buổi. Chả biết. Chả biết là mình đang làm gì. Không có biết mình đang làm gì, cho nên là chúng ta sẽ mà không biết làm gì ấy, thì chúng ta làm nhiều cái điều sai quấy, nhiều cái điều bậy bạ lắm. À, cái việc ở đây nó không ấy đâu, nhưng mà nhiều cái việc ngoài xã hội là do mọi người không kiểm soát được cái thân tâm của mình, cho nên làm rất nhiều cái điều nhiều gây hại cho bản thân và cho xã hội. À, thế bây giờ nhắc sang cái thứ hai đó là tránh gì rồi? Đầu tiên là gì? Chánh kiến, cái thứ hai là chánh tư duy, là cái nhóm đấy là thuộc về nhóm tuệ, đúng không? Nhóm thứ ba là gì? À, cái nhóm thứ hai là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là cái gì, có nhớ không? Nhớ, có nhớ? Chắc chắn thì gật to thì nói to rồi. Gồm có bốn cái, bốn thứ mà các vị phải nhớ để các vị kiểm soát hàng ngày, đi xem mình có bị rơi vào cái tà ngữ không. À, không làm sao không nói dối là các vị dễ nhớ rồi này, tại vì cái trong ngũ giới hoặc táp giới là các vị tụng hàng ngày thì các vị nhớ rồi, đúng không? Không nói dối này, nhưng mà ba cái sau là hay quên lắm. Là gì? Không nói dối, không nói hả, không nói lời lâm thầm, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm vô ích. À, cái phù phiếm vô ích là thường xuyên đó. Mà các vị có biết không? Là đang làm sao? Tà ngữ đó.
Mà tà ngữ thì lấy đâu ra và có được giải thoát đau khổ phiền não được, tại vì nó thuộc bát chánh đạo mà chúng ta không có, không muốn bồi cái đó thì lấy đâu ra? Các vị đang nói chuyện phù phiếm lung tung ở đâu? Trong khi người ta dạy là các vị phải tịnh khẩu và chánh niệm, mà các vị không giữ được cái điều đó. Mà ở đây ấy, trong môi trường như này đấy, có người xung quanh người ta làm mẫu cho rồi đấy, rồi có thiền sư nhắc nhở rồi đó, mà còn không làm được thì về nhà hỏi các vị chánh ngữ vào lúc nào. Chánh ngữ vào lúc nào? Các vị tưởng như cái việc đơn giản thế thôi mà chúng ta phạm về hàng ngày đó. Tại vì sao? Vì chúng ta không nhớ trong đầu. Nó nhớ trong đầu thì nó nhắc ngay, à ai nói chuyện phù phiếm vối rồi đó, à nói chuyện đâm thọc người ta rồi đó, nói xấu người ta rồi đó, à lại mong cầu độc ác làm hại người ta rồi đó, à lại có ý định nói dối, mặc dù cái lời nói dối ngọt ngào không có vẻ không có tai hại gì cả. Nhưng mà là nói dối, có bị nên tránh tuyệt đối cho sự nhé. Phải nó thành thói quen, mình không đề phòng, không phản ứng cái là mình dính vào những cái việc khác ngay. Chứ còn cái lúc đó, chuyện đó có thể nó không gây ra tai hại gì lớn, nhưng mà nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng thành thói quen. Chúng ta không chịu kiềm chế, thúc thủ cái ngôn từ của mình, ngôn ngữ của mình. Cái đó mới là quan trọng nhé. À, mà muốn có được cái chánh ngữ đó thì lại phải nhờ đến gì? Nhờ đến gì? Công cụ chúng ta đang có trong tay, đang được học trong tay là gì? Niệm tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Mỗi cái khi mà nó được nói, nó phải nghĩ. Cái tâm định nói ra, nó nói thì thầm trong đầu rồi. Nó nói đi nói lại nhiều lần rồi, nó mới nói ra khỏi miệng. Các vị biết cái điều đó, các vị sẽ phát hiện sớm. Nếu các vị tu tập cái thiền minh sát này một cách nghiêm túc, một cách chuyên tâm và để ý, là các vị thấy trước các suy nghĩ trong đầu nó xuất hiện. Nhiều kinh khủng, bất thiện nhiều kinh khủng, nhiều cái tâm bất thiện. Mà ngay cả những người đi tu nhiều năm đi chăng nữa đấy nhá, cái tâm bất thiện nó vẫn khởi lên rất nhiều. Tại vì sao? Nó thuộc nghiệp của quá khứ, nó khởi lên. Nhưng những cái người mà tu tập càng nhiều càng lâu ấy, thì người ta thấy được trước và người ta kiểm soát được, không cho làm sao, tiếp tục không cho làm sao, nói ra thành lời, không cho làm sao, biến thành hành động. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và cái đó là nhờ có thiền minh sát của chúng ta, nhờ cái quán tâm trên tâm đó, thì chúng ta làm sao kiểm soát được cái khẩu, rồi khẩu gắp được cái thân. Tại vì tâm ý dẫn đầu các pháp, bao giờ nó dẫn đầu các pháp, nó dẫn trước các lời nói, dẫn trước các hành động của thân. Nên các quý vị mà thấy biết được cái tâm nó định có gì, ý định gì đó, là các vị biết trước, quan sát được, các vị sẽ quen dần cái đó. Các vị quan sát dần, các vị sẽ biết được cái đó. Và cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó là cái về sau này sẽ giúp ích cho các vị rất nhiều trong cái kiểm soát thân khẩu ý đó, nhé. Do cái tiền định sát. Và trong trường hợp này thì nó giúp chúng ta làm sao thúc thủ ngôn từ, giúp chúng ta có chánh niệm. Chánh ngữ. Rồi sao? Chánh nghiệp. Có ai nhớ không? Chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là gì trong trường hợp này? Hả? Có nhớ không? À, nhắc lại luôn. Chánh nghiệp ở đây liên quan đến thân. Nghiệp ở đây trong cái thân nghiệp, trong cái bát chánh đạo này thì nó nói đến thân nghiệp. Và gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hoặc là không hành dâm trong trường hợp tám giới. Đó. Thì những cái đó là cái là nó về nghiệp nhé. Còn nếu nói rộng thì cái nghiệp của nó là đều có cả bao gồm thân khẩu ý nghiệp. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta được nhắc đến là cái thân nghiệp. Đây là chánh ngữ, chánh nghiệp. Còn làm sao mà lại muốn, như lúc nãy sư nói, muốn có cái chánh nghiệp thì chúng ta lại phải có thiền minh sát thật là thuần thục, thật là liên tục. Thì sao? Nó sẽ phát hiện ra gì? Cái tâm ý dẫn đầu các cái thân nghiệp đó nó xuất hiện như thế nào, đúng không? Ta muốn trộm cắp thì nó phải có nảy ra ý đồ trộm cắp trước chứ, đúng không? Người ta muốn sát hại thì nó phải nảy ra ý đồ muốn sát hại trước chứ, đúng không? Và
Còn cái đó nảy lên mà quý vị có chánh niệm tỉnh giác, quý vị có thiền minh sát tốt là quý vị thấy trước được. Và khi vị thấy trước được thì nó sẽ không xui khiến được quý vị là hoạt động đâu, nếu quý vị thấy trước được. Còn quý vị không biết là nó cứ thế nó làm đến huỳnh cái đến nó xong rồi nó bắt đầu quý vị mới giật mình, nó nhanh, nó biết nó nhiều, quý vị không để ý, nó đã dẫn, nó đủ mạnh, nó dẫn các vị nhiều, các vị không kiểm soát được nữa. À, cho nên các vị phải nhớ rằng là muốn có cái chánh nghiệp thì lại phải có cái thiền minh sát. Thực hành thiền minh sát là đang thực hành giúp cho cái chánh nghiệp được có trọn vẹn, đúng không? À, trong bát, trong cái bát chánh đạo. Thế còn sao nữa? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh mạng, chánh mạng là sao? Không nuôi mạng bằng các cái thân khẩu ý mà nó phạm giới, phạm làm hại đến người khác, làm hại đến bản thân mình, làm hại người khác. Thì đối với các bậc cư sĩ thì nó có những năm cái nghề mà không nên tránh đó. À, không có sắt gì đó, buôn bán thịt, vũ khí, chất độc hóa học, rượu chè, rượu men, vân vân, đúng không? Vũ khí súng ống, vân vân. Còn các cái bậc tu sĩ xuất gia đó thì phải làm sao tuân thủ được các giới luật chặt chẽ, không có nhiều cái làm các cái nghề như là bốc thuốc rồi thì đoán tướng, đoán số, làm sao giải hạn, vân vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều là dẫn đến để cho người ta cúng dường bố thí, cúng dường nuôi sống bằng tà mạng, đều được tránh. Và như sư nói đấy, muốn có được cái chánh mạng đó, muốn vun bồi được đó thì chúng ta phải làm sao? Lại phải có nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác và quan sát xem cái tâm nó đang chuẩn bị làm cái điều gì chứ. Phải vậy không? Có vị bắt đầu thấy rõ được cái mối quan hệ giữa tứ niệm xứ và bát thánh đạo chưa? Không có tứ niệm xứ thì không có bát thánh đạo được đâu. Đúng vậy không? Tức là không có thiền minh sát á, không có cái chánh niệm tỉnh giác thì không thể nào mà có được cái bát thánh đạo được đâu. Phải vậy không? Các vị đã thấy rõ được cái mối quan hệ đó chưa? Đã thấy được chưa? Đã thấy được rõ chưa? À, các vị bây giờ mà cứ bảo là chúng tôi chỉ cần thực hành bát thánh đạo thôi, không cần tứ niệm xứ, bằng cách nào? Nếu không quan sát, không biết trước được tất cả những cái hiện tượng nó đang xảy ra đó. À, như vậy thì chúng ta đang nói đến cái gì? À, tránh mạng. Thế còn tiếp đó là gì? Đấy là nhóm về giới. Còn nhóm về định gồm có những gì? Đầu tiên là tránh tinh tấn. À, tránh tinh tấn, bây giờ các vị có biết tránh tinh tấn là gì không? Tránh tinh tấn là hết sức cố gắng à? Có phải vậy không? Hả? À, hết sức nỗ lực à? Có phải vậy không? Tránh tinh tấn là gì? Hả? À, tránh tinh tấn liên quan đến thiện pháp và bất thiện pháp nhé, nhớ cho sư cái điều đó. Chứ không phải tránh tinh tấn là hết sức cố gắng, hết sức nỗ lực đâu. Các vị mà cố gắng hết sức nỗ lực thì chưa chắc đã phải tránh đâu nhé. Các vị mà chẳng hạn những cái vị mà trộm cắp đó, đứng buổi đêm cố gắng tinh tấn suốt đêm chờ người ta ngủ rồi bắt đầu lẻn vào rồi đi lấy trộm người ta, cái cố gắng nỗ lực đấy không phải là cái tránh tinh tấn, tà tinh tấn, tà niệm, tất cả những thứ đó cũng không phải cứ cố gắng hết sức mình là tránh tinh tấn đâu. Nó phải liên quan đến thiện pháp, bất thiện pháp. Bất thiện pháp chưa sinh thì làm sao? Hả? Chưa sinh thì phải làm cho không sinh ra, mà đã sinh thì phải diệt trừ nó. À, rồi thì các thiện pháp đã sinh thì phải làm cho nó phát triển, còn chưa sinh thì phải làm cho nó phát sinh. Các vị nhớ cho sư, chốt cho sư. Và các vị lại phải áp dụng vào trong thực tế hàng ngày. Mà trước hết đã áp dụng vào trong cái thiền minh sát, rồi từ minh sát lại áp dụng trở lại hai cái nó cứ liên hệ với nhau, đúng không? Trong cái thiền minh sát của các vị phải phân biệt cái nào là pháp thiện, cái nào là pháp bất thiện để các vị phát triển chứ. Nói chuyện trong giờ thiền, thực hành thì thiền này có phải là thiện pháp hay bất thiện pháp? Bất thiện pháp. Và khi đã bất thiện pháp thì chúng ta làm sao? Phải diệt trừ. Nhưng mà chúng ta không diệt trừ tại vì chúng ta làm sao? Không có biết, không có để ý,
không có niệm, không có chánh niệm gì cả. Cho nên nó cứ sai khiến, nó sai xử mình đó. Những người không có tinh tấn, nhìn vào cái biết ngay, đấy là không gì. Thất niệm này, không tinh tấn này, rồi thì dãi đãi này, lười biếng này, tất cả những thứ nó đi cùng một loạt hết, cùng với nhau hết à. Cùng cái đám này, trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Đã các bất thiện pháp đã đi, nó đi cùng một loạt này. Mà các thiện pháp đi với nhau là thiện pháp đi cùng một loạt này. Đúng không? À, như vậy là trong cái đó là nói chuyện này, không phải là, à, không đúng giờ là các bất thiện pháp này. À, không tập trung, không nỗ lực giữ tâm trên đối tượng là bất thiện pháp này. À, thì những cái đó chúng ta phải phát hiện ra để chúng ta loại trừ. Còn bắt đầu làm sao chúng ta cố gắng kiên nhẫn, tham nhẫn, đối diện với cái đau, cái nhức. À, đấy là tham nhẫn, đấy là thiện pháp. Thì làm sao? Ta phải phát triển nó lên, tiếp tục nó lên. Đúng không? À, vân vân tất cả những thứ đó. Nên tránh tinh tấn các vị phải áp dụng vào trong thực tế, và trong thực tế phải áp dụng bắt chánh niệm đó để mà có thể thấy biết được rằng là chúng cái tinh tấn nó có mặt hay không có mặt, nó thiếu nó vắng làm sao để mà khơi nó dậy, mà bổ sung nó vào. Có phải vậy không? Thế là mối liên hệ giữa tứ niệm xứ và bắt chánh đạo là nó khăng khít với nhau. Không có tứ niệm xứ thì không có bắt chánh đạo, mà không có bắt chánh đạo thì cũng không có tứ niệm xứ. Tại vì cái tứ niệm xứ tức là chánh niệm đó thì là một trong tám chi phần, bất kể chi phần nào trong bát thánh đạo phải được hỗ trợ dẫn dắt bởi bảy cái thành phần còn lại thì nó mới tạo thành bát thánh đạo được, nên gọi là chánh được. Như vậy là chúng ta xong phần chánh tinh tấn, còn chánh niệm thì chúng ta rõ rồi là chánh niệm là tinh tấn, lại nhắc lại nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, để chế ngự mọi tham ưu trên đời. Khi có chánh niệm tỉnh giác rồi thì nó chế ngự được tham ưu. Khi mà có chánh niệm tỉnh giác liên tục lúc đó rồi thì cái phiền não nó không có mặt. Vì sao nó không có mặt? Thì không thể có hai tâm cùng một lúc xuất hiện trong một sát na được. Khi đã có chánh niệm tỉnh giác thì các phiền não nó không có mặt. Đơn giản là như vậy. Và các vị như vậy là phiền não nó tạm thời được vắng bóng, nó ngăn cản, ngăn che, không có phiền não xen len vào. Thì cái đấy là cái chánh niệm giúp cho chúng ta được bảo vệ được cái chúng ta khỏi cái phiền não nó xâm nhập. Thì cái cuối cùng là gì? Là chánh định. Khi mà nó có tinh tấn rồi đó, khi mà có chánh niệm đó, chánh niệm mà có sự tinh tấn giữ tâm trên đối tượng một cách liên tục bám sát về hết sát na này sang sát na khác, bám vào cái sự sinh diệt, nhưng bám vào cái này thì có sát na định. Sát na định nó được phát triển một cách vững chắc thì nó được gọi là các cái tầng thiền, cái jhana là cái định. Trong thiền minh sát của chúng ta là có các thiền minh sát, các tầng thiền minh sát, tức là các cái vipassana jhana. Không phải là các jhana này chỉ có trong thiền vipassana, không phải chỉ có ở trong thiền samatha. Chúng ta phải biết cái điều đó. Cái jhana, cái định trong thiền samatha nó dẫn đến cái tâm tĩnh lặng, và cao tổ là các thần thông, ngũ thần thông. Còn các cái sự tinh tấn chánh niệm, giữ cái chánh niệm trên đối tượng là trên cái sự sinh diệt của các hiện tượng liên tục từ sát na nọ sang sát na kia đó, mà nó phát triển một cách vững chắc ấy, thì nó cũng có đầy đủ các cái yếu tố, các cái thành phần là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, nhất tâm trong đó. Và cái đó cũng là tầng thiền trong thiền minh sát. Và các vị phải đạt được cái tầng thiền minh sát này thì mới nói đến cái chuyện có tuệ minh sát một cách thật sự, là cái tu tuệ đó, chứ không phải là cái văn tuệ. Các vị nhớ cho sư trong cái tu tập, để về sau này những vị nào đã tu tập cái thiền minh sát này một cách tương đối rồi đó, thì các vị hãy vun bồi cái định lực, định tâm nhé. Chứ đừng có nói là chúng tôi chỉ cần hay biết là gọi là thiền minh sát. Như sư nói từ sáng giờ đó, chỉ hay biết không thôi đó, chỉ chánh niệm không thôi đó, chưa phải là thiền minh sát nhé. Chưa đủ là thiền minh sát. Như vậy hôm nay chúng ta đã xem xét lại cái mối quan hệ giữa thiền tứ niệm xứ và cái bát chánh đạo. Tại sao nói rằng là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát là con đường độc nhất dẫn tới niết bàn, dẫn tới giải thoát. Như vậy là chúng ta ấy. Còn về ngược lại, khi mà chúng ta thực hành cái thiền minh sát đó,
Mà khi mà có chúng ta có sự hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng thì chúng ta đang có cái tầm, tức là tránh tư duy, tránh tư duy. Và chúng ta khi mà giữ tâm trên cái đối tượng một cách liên tục, cái chánh niệm đó, thì đang có chánh niệm giữ tâm trên các đối tượng thân tọa tâm pháp, tức là đang có chánh niệm, đúng không? Mà khi chánh niệm có tinh tấn một cách nỗ lực tinh tấn giữ tâm trên cái đối tượng đó, thì tức là có chánh tinh tấn, đúng không? Khi có chánh tinh tấn, chánh niệm một cách vững chãi vững chắc trên đối tượng đó, là chúng ta đang có tạo ra là có sự phát triển của định, đúng không? Tức là cái nhóm định để được hoàn thiện, trong khi chúng ta làm sao hướng tâm đến đối tượng, bám sát trên đối tượng, trả sát trên đối tượng một cách liên tục vững chãi, là chúng ta đang thực hành cái nhóm nó gọi là nhóm vun bồi cái nhóm định, tức là có tinh tấn, có niệm, có định trong cái nhóm của Bát Chánh Đạo. Và khi có định thì chúng ta mới thấu triệt, chúng ta mới cái tư duy về tham, về sân, về dục đó, nó không có mặt, nó vắng bóng, tức là chúng ta đang có làm sao tránh tư duy, tức là vô dục, vô sân, vô hại. Mà khi mà có cái định lực nó đang phát triển lên một cách sâu sắc như vậy, có đến các cái tầng thiền như vậy đó, thì cái tư duy, cái tả tư duy nó không có, mà chỉ có tránh tư duy có mặt. Như vậy là cái nhóm thứ hai. Và khi có đấy và bắt đầu khi mà sự vắng bóng của sân, của tham, của dục rồi, thì là có sự định tâm vững chãi như vậy, thì tuệ giác phát triển. Tuệ giác ở đây là gì? Thấy rõ gì? Bản chất sinh diệt của các hiện tượng, và thấy rõ bản chất vô thường của vô ngã. Đấy chính là khổ đế, chính là thực chứng khổ đế, và đấy chính là chánh tri kiến, chánh kiến, gọi là chánh kiến. Như vậy là chúng ta có định, có chánh tư duy, cộng với các cái yếu tố của giới đó, đã được vun bồi từ khi mà chúng ta đã bắt đầu khi thực hành thiền. Chúng ta giữ giới đó, chúng ta thực hành song song cùng với việc chỉ trong cái lúc ngồi thiền đấy, thì chúng ta không phạm các cái giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cho nên là đầy đủ 8 cái giới, 8 cái chi phần của Bát Chánh Đạo đang được phát triển trong từng sát na các vị thực hành tứ niệm xứ. Như vậy các vị ở đây hôm nay hiểu rất rõ kỹ thêm rằng cái mối quan hệ giữa tứ niệm xứ và Bát Chánh Đạo, giữa Bát Chánh Đạo và tứ niệm xứ, để chúng ta có một cái niềm tin tuyệt đối rằng con đường chúng ta thực hành là đúng đắn, và con đường này con đường duy nhất, độc nhất dẫn chúng ta đến Niết Bàn. Cầu mong cho các vị có thêm được kiến thức, có được hiểu biết, tri kiến, có thêm được niềm tin, và để trên căn bản niềm tin đấy có sự tinh tấn để có thể thành tựu cái mục tiêu cao cả của các vị, tức là chấm dứt sinh tử luân hồi một cách hoàn toàn vĩnh viễn, đạt được tự do thật sự, hạnh phúc thật sự. Chúc các quý vị thành công. Y mai Dhamma nu Dhamma pati pati ya Buddha Pujeni. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Y mai Dhamma nu Dhamma pati pati ya Buddha Dhamma Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Imaya Dhamma nu Dhamma pati pati ya Sangkhang Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Dhamma nu Dhamma pati pati ya Mata pitaro Pujemi.
Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Acharye Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Abdahimaya Patipatiya Cara Maranama Parimuchisami. Với sự hành thiền mong cho tôi thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame Punyam Asawa Kaya Vahamotu. Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame Silam Magapala Nyanasa Pachayo Hotu. Mong cho sự hành của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imano Punya Bhagam Sabba Sattanam Dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả các chúng sinh. Sabbe Satta Sunita Om Tu. Mong tất cả chúng sanh khỏe mạnh và an vui. Sadhu 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 Sadhu.